tại huyện vùng cao biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu, đường đến trường của các thầy cô giáo không tính bằng cây số mà tính bằng số giờ. Số giờ lại phụ thuộc vào thời tiết. Còn độ khó của đường được tính bằng độ hư hại của xe. Một năm là tổng trước sau là chục lốp, thì cũng là hơn chục cái phanh. Tầm tháng là hơn tháng là thay một cái. Có những điểm bản về mùa mưa đi bộ đến cả ngày đường mới đến được bản. Và đối với lại bậc học mầm non thì chúng tôi có 14 đơn vị trường. Rất may mắn cho chúng tôi là đã thu hút được 30 giáo viên nam. Các thầy đã tình nguyện xung phong lên các cái bản xa nhất, khó khăn nhất để cống hiến. Riêng xã biên giới Pa Vệ Sủ có 7 giáo viên mầm non là nam, công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Các thầy không nề hà bất kỳ việc gì, kể cả những việc không phải sở trường của mình như thế này. Khi em giơ tay lên là bướm sinh bay mua, khi em giơ tay xuống là con bướm đầu trên cành hồng. Mọi khó khăn đều có thể vượt qua, thế nhưng những căn bếp tạm luôn là điều khiến các thầy trăn trở. Tôn thì cũng rách nát, với lại thương ván thì cũng thưa, gió lùa, xong mà chúng tôi phải căng bạt cho các cháu để cho ấm. Nguồn nước thì lấy từ móc thẳng từ khe xuống thì nhiều lúc là nhiều cạn nó xuống. Ở vùng khó, những bữa ăn trở thành động lực để cho tới lớp đủ đầy. Bởi chỉ đi học, các em mới được ăn cơm có thịt mỗi ngày. Các cháu được hưởng theo nghị định 105, mỗi cháu thì được 160.000 đồng một cháu trên một tháng. Một học sinh hưởng 7.000 tiền ăn một ngày. Bài toán khó lúc này là làm thế nào để chia được hai bữa. Trong 25 cháu là được 9 lạng thịt, sẽ chia thành hai phần, một bữa trưa và một bữa chiều. Có bạn thì ăn rất khỏe, để xin bát thứ hai thì cũng không có chia cho các bạn. Thường các cháu cũng cảm thấy bất lực, cũng vì điều kiện khó khăn các thầy cũng không hỗ trợ được. Các cháu thì hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa thì lục sục, bố mẹ thì không ở. Không biết là tối về có được ăn cơm hay không, nhưng mà trên lớp thì lại được các thầy nấu cho ăn. Vượt những cung đường đèo dốc, hôm nay niềm vui đã đến với điểm trường khó khăn tại Pa Vệ Sủ. Để đồng hành cùng với những khó khăn vất vả của các thầy cô cũng như các em học sinh, thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank xin gửi tặng tới nhà trường món quà trị giá 200 triệu đồng để hỗ trợ cho nhà trường mua sắm các trang thiết bị nhà bếp, cũng như là hỗ trợ một năm suất ăn cho 3 điểm trường. Chúc cho các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp chồng người. Tới đây các em nhỏ sẽ có nước sạch để dùng. Những bữa ăn thiếu sẽ trở thành những bữa ăn no đủ, được tung tăng hát ca dưới sân trường. Những hạnh phúc bình dị ấy có được nhờ tình yêu thương sẻ chia của tất cả chúng ta.